phần trao nữ trang cho cô dâu ạ. Và ngay sau đây thì thân mẫu sẽ là trao trang sức cho con gái. Và họ nhà trai chúng ta dành tặng cho cô dâu của tôi Mỹ Hạnh một món quà, đó chính là 20 chỉ vàng và 10.000 quý đệ. Một lần nữa chúng tôi xin phép nhắc lại là nhà trai trao tặng cho cô dâu Mỹ Hạnh của chúng ta 20 chỉ vàng 4 số 9 và 10.000 USD. Và mời thân mẫu đeo trang sức cho con gái ạ. Quay. Chuẩn bị rồi, bảy, có cho bảy vào. Đó rồi chậm, mắc cái bánh rồi qua tới đây nè. Mắc cái bánh rồi sao chậm? Chúng ta ở đây cùng nhau ngước mắt và khán lệ không ạ? Và cho đại
gia đình chúng ta. Nét vào nhau rồi, chồng một tấm hình thật đẹp. Đang quay cái gì á? Tắt quay phim nhờ hình tắt này được. Tắt cái này thế hả? Rồi chụp hình đó. Dạ, tôi hỏi coi. Chú. Hãy quay luôn đi. Mời cô dâu chú rể của chúng ta tay trong tay tiến về thắp rượu tình yêu ạ, để chính thức khai rượu nha, ngày vui trọn vẹn. Mời hai bạn tiến về thắp rượu ạ. Nếp lên nha, nếp chơi bắn pháo nha. Bắn pháo, bắn pháo. Bắn rượu nó bung tung ra kìa. Xích ra đi. Mời kính thưa quý vị, và ngay giây phút này đây, mời hai bạn chúng ta tay trong tay. Các quý của chúng ta hãy nói thật trang những cái bia.
có những cái đứa trên bàn ạ. Các con sẽ bắt nhịp 3 tiếng và chúng ta cùng nhau nâng ly thật cao và uống trà thật cạn để chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay của đôi bạn trẻ. Chúng ta chuẩn bị chưa ạ? Có thật đầy những ly đưa trên bàn chưa ạ? Nâng ly chung một cái được không ạ? 1, 2, 3 và sau giây phút này đây thì chúng tôi xin trao trả quý ông và quý bà chính là thân phụ và thân mẫu của cô dâu cũng như là đại diện họ nhà trai về những với những bàn tiệc để tất cả những vị khách quý có mặt trong ngày vui hôm nay và như tháng lễ lại cho cô dâu chú rể chúng tôi ngày hôm nay. Một nghi thức rất là quan trọng nữa, đó chính là giây phút mà đôi bạn trẻ chúng ta sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Hai bạn sẽ trao nhẫn cho nhau ạ. Mời hai bạn tiến tới giữa khán lễ ạ. Ném chặt vào nhau ạ.
Chúng ta ở đây rất là tràn những idea trên bàn cho anh. Và ngay giây phút này đây, chúng ta hãy chuẩn bị cùng nhau hướng nắng về khán lệ. Và bây giờ chỗ này của chúng ta đang cùng nhau có tay nhau vào hưởng ly rồi cho bao nhiêu người với chồng đại. Chúng ta ở đây cùng nhau hướng thật tràn những idea cho bàn không ạ? Xin kính mời ạ. Và sau giây phút ngọt ngào này, chúng ta còn một nghi thức rất là quan trọng nữa. Đó chính là giây phút mà chủ đề team Simula của chúng ta sẽ đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi của cô dâu Mỹ Hạnh trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý cũng như là quý thân tộc hai bên. Chưa có kêu hôn mà hôn rồi. Chưa kêu hôn mà hôn rồi. Bây giờ là đếm 1, 2, 3 mới hôn nha. Quan Chu Tri mới hôn nha. Quan Chu Tri mới kích cái quên show, show. Mời các bạn quý vị, vào nụ hôn này đã chính thức nói lên rằng hai bạn sẽ mãi mãi yêu nhau đến trọn đời. Mời các bạn quý vị, hãy dành cho hạnh phúc của tôi, mừng cho đôi bạn trọn lòng thủy chung, chúc cho đôi lứa mặn nồng, chúc cho chim thầm mãn kề môi trong, và hai người mãi mãi yêu nhau như đôi lông phụng trước mai hôn nhà. Và xin chào cả cô dâu chú rể chúng ta và những bạn tuyệt vời, tất cả những vị khách quý có mặt trong ngày vui trọn đời.